Xin chào các bạn, mình là Phú, số điện thoại của mình là 0903 651 824. Khi mà mình đang vậy nè, có nhiều bạn thì nói là mờ quá không thấy, thì các bạn có thể kết bạn bên số Zalo đó rồi qua bên bển. Phú có chụp hình up lên trên tường ở bên Zalo, các bạn có thể qua bển xem kỹ hơn, rõ hơn, rồi sau đó mình ghi lại, mình tiến hành mình học theo cái phương pháp này. Còn sách của những bạn đã đặt đó, thì mình đã gửi rồi. Nó sẽ nhanh đến với lại mấy bạn, rồi có nhiều các bạn cũng cứ đặt ra, rồi cứ mỗi ngày mình quy định mỗi ngày là 1 tiếng, rồi mình ngồi vào bàn mình học. Thì khoảng cỡ 2 hoặc là 3 tháng thì các bạn sẽ có một cái lượng một kanji như mong muốn, khoảng cỡ 600 chữ gì đó. Còn nếu mà lâu ngày vài tháng thì số lượng kanji nó sẽ tăng lên nữa. Thì những bạn mà ví dụ như lần đầu tiên mà xem clip á, thì mình cũng muốn nói là đây là phương pháp dạy hướng dẫn Kanji theo âm Hán, và nó có cái âm on và là cái âm thông dụng của ở phía sau nó đọc. Thì cái này nó vừa đọc âm Hán và nó vừa đọc âm on. Một số phương pháp truyền thống thì một là người ta xài lít cạc hay là thì trong một cái lít cạc á, một lần bao quát trong một ánh nhìn á, nó sẽ không được nhiều chữ Kanji như thế này, ít nhất là phải là 25 chữ. Thì lúc đó cái lượng Kanji mình nó nhớ nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhiều hơn. Thứ hai là các bạn phải chịu khó ngồi ghi lại, ngồi ghi bằng tay lại chút xíu nữa. Ở phía sau mình sẽ hướng dẫn cái cách ghi đó. Rồi học Kanji, mấy bạn nhớ học Kanji á thì nó rất dễ nhớ nhưng mà nó cũng rất dễ quên, thành ra là hạn chế không học Kanji thừa. Kanji thừa có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái từ Kanji mình chưa xài tới mà mình học. Cái việc này nó sẽ làm cho mình khi mà không sử dụng nó sẽ bị quên. Thì cái phương pháp mình hướng dẫn là mình chia Kanji theo bài. Trong cái bài đó nó có bao nhiêu Kanji mình sẽ ghi ra hết, và mình sẽ sub cái âm thông dụng cho nó. Ví dụ như cái chữ đó nó đứng gần 10 chữ Kanji đi, thì 8-90% nó sẽ đọc bằng cái âm nào thông dụng. Mình không cần biết đó là âm on hay là âm cưng thì mình sẽ ghi cái âm đó ra. Đặng mà chúng ta cùng đọc thì mình sẽ học thuộc lòng, sau đó nó sẽ có phản xạ. Những cái phương pháp truyền thống như là cách chuyển âm đồ này nọ thì cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà nó sẽ tạo một cái phản xạ chậm hơn là các bạn học thuộc lòng. Nó sẽ tạo ra một cái phản xạ đọc nhanh, chuyển âm nhanh hơn và nó chính xác hơn. Tại vì khi mình đã đọc vậy rồi áp dụng như bài thì chắc chắn là nó sẽ không có sai được. Rồi thôi, cũng không để mất thời gian của mấy bạn nhiều. Bây giờ mình tiến hành mình vô. Thì những cái lần trước á, mình có hướng dẫn mấy bạn bộ rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đọc bộ trước, có nghĩa trước khi vô bài mình sẽ học 214 bộ của nó qua một cái, đặng mà mình không có quên 214 bộ. Sau đó bắt đầu mình mới tiến hành học vô kanji của bài. Rồi bắt đầu mình đọc 214 bộ nha. Nhất một cổn sổ chủ chấm thì trái cao viết móc nhị hai độ không nhân người nhập vào bát tám minh quan mình chùm băng đá kỹ gáy khảm há đao dao được sức vào bọc chỉ thiền phương tủ hài che thập mười bọc bối tiết tre hán sườn khu riêng hụ lại khổ miệng vi vây thủ đắc sĩ sĩ chỉ sao thì chậm tịch tối đại to nửa nửa tư con miên mái thúng tắc tiểu nhỏ con yếu thì sát triệt mầm số núi xuyên sông con thợ chỉ thân căng khăn căng căng yêu nhỏ như máy dẫn bước cũng chấp chặt bắn cung cung cây đầu xăm lâm xích bước tâm tim qua qua hụt cửa thủ tay chỉ cần phóng đánh văn văn đầu đấu căng búa phương vương vô không nhiệt ngày biết nói người tháng một gỗ khiêm thiếu chi dừng để tệ thủ binh vô đừng thì so mau lông thì họ khí hơi thì nước qua lửa cho móng phụ gia hào hào từ mảnh tiếng tắm nha răng nuôi châu khiển chó quyền đen ngọc quý qua dưa ngoái ngói cầm ngọt xinh xinh dùng dùng điều thắt đo bệnh bắt ngược trắng bị da mảnh dĩa một mắt mẫu giáo thì tên thạch đá thì thằng nhũ vết và lúa gan lập đức chút che mảnh mấy gạo mịt tơ phỏng sành vũng lưới dương dê vũ long lão già nhi và lỗi cày như tay dục bút nhục thịt thằng bày tự thân chí đến của cối thiệt lửa xuyên sai chu thiền có vẻ sắc màu hô vàng thầu cỏ trùng sâu quyết báo hành đi áo ái che kiến trong giác sừng vũng nói cốc khe là đầu phía heo chạy sâu với báo xích đỏ tàu chạy túc chân thân thể xa xa tăng cay thằng nhật sức bước ấp đất dậu chi biển phân lý dặm kim dần chuyên dạng muốn cửa phù gò để kịp chi chim của mưa thanh xanh phi không diện mặt cách gia vi gia phỉ đao thanh tiếng nhiệt đầu không gió phi bay thực ăn thủ đầu hương thơm mở ngựa cốc xương câu cao bua tóc đấu chiến sư rượu cách sông uy biển ngư cá điểu chim lỗ mặn lộc hưu mạch lúa ma gai hoàng hoàng thử nếp hắc đen chỉ mai mảnh ớt đỉnh đỉnh cổ trống thừa chuột tiền mũi tiền ngang sĩ đông long vòng uy vùa nhược sáu. Rồi mấy bạn nhớ là phải đọc thuộc lòng như vậy, và khi mà mấy bạn luyện lâu ngày vài tháng và nhớ được cái vị trí âm của nó đó thì lúc đó một hơi mấy bạn có thể đọc được, mình nghĩ chắc phải cỡ trên 100 bộ, có nghĩa là hai hơi thì các bạn có thể là đọc được 214 bộ một cách nhanh nhất và mình nhớ được chính xác nhất. Tại vì mấy bạn có việc nhớ khi mà mình nhìn vô mình đọc thuộc lòng được cái chữ đó, có nghĩa là mình đã trải qua một cái quá trình đọc rất là nhiều thì mới có thể đọc thuộc lòng được. Và lúc này chỉ cần nói là cái chữ nó chỉ cần cái tên bộ đó thôi thì đó mấy bạn sẽ mường tượng được cái bộ của nó là như thế nào, nó nhanh hơn cái đó. Và mấy bạn muốn nhớ lâu thì là lâu thì mấy bạn phải ghi ra. Phản xạ của tai nó khác phản xạ của mắt. Phản xạ của mắt nó là nhìn, phản xạ của tai nghĩa là khi mình không nhìn nhưng mình nhận nhẫn ghi được. Rồi tiếp theo bắt đầu mình
ôn lại từ bài số 5 cho tới bài số 6 kanji ha. Rồi chút xíu mình sẽ hướng dẫn mấy bạn phần kanji còn lại của phần số 6. Rồi vào bữa sau mình sẽ hướng dẫn tiếp phần kanji của bài số 7 của giáo trình Mina. Giờ mình đọc kanji của bài số 1 Mina trước. Nhân dịp phụng hồi giai cao quân cương kinh sinh sinh giáo cơ sư si học cơ cựu sinh xây. À, mấy bạn đọc cố gắng đọc nhanh giống như mình hoặc là đọc nhanh hơn mình thì lúc đó mới có tạo phản xạ tốt nha. Chịu khó đọc, cố gắng học thuộc lòng. Hồi ca sở sao viên nghiên ngân dinh hành cô giả sang nghiên canh quốc kiều đại đai bệnh vô viên nghiên điện đánh khí kỳ hà ca tới sao thất khi chịu lễ đây dân tiền gen sơ sung nguyện ngân đây đây hành canh quốc cụ cường trung chiêu quốc cụ cường những người chiêu bảo hộ phú phu sĩ sư thần xin hộ cô. Bài số 2 từ di từ sâu tập ra chữ chí sư tăng xin văn mương thủ siêu chúng cho danh mấy thứ si duyên anh quốc huy triệu tệ di kế kê tán sang từ di động đô sa sa ki ki anh e ngữ vô vi khi ti chỉ riêng hội ca thổ qua thế sư thổ qua. Tiếp theo giáo kêu ô thất chi triệu thực sự cử đường đô sử di vũ mưu sở sư thủ di vốc phương bộ bư ốc vô cử thủ siêu thể sanh giai ca đoạn đăng quốc của cường hội ca xã sa điện đăng thổ qua qua ca mãi bay trường du địa khi hạ ca giai ca viên anh bắt thể cử tiên sinh vạn man kiến khen tăng sinh đại đại phản hành. Bài số 3 khởi kỳ tẩm sinh động đô hô kiên miễn men cường cơ chung siêu bôi dư tiện biên cục cơ cường đồ dư thứ sâu quán canh lý bị thực dư triệu kim công phong phương bán hành ngõ gô tiền gen ngõ gô hậu gô chiêu chú chiêu bản bán chú chiêu hô kiên mỗi mai nguyện kỳ triệu dự vô những địa chỉ hoa ca thị sư một mùa cơ kim kinh thối đô phiên bản hậu gô để đại biến hành vốn một hộp gô. Và tiếp theo bài số 5 hành cô lai đây quy kỳ hậu ca cửu hiệu vô dịch tây kỳ phi hành cô cơ kỳ sen điện lên xa xa địa chi hạ ca thiết tây triệu thanh sinh cắn canh tiến sen tây chi chiến tên xa xa bộ hộ dư đạt tây triệu bỉ hi núi rơi cho ca tập du cửu tiến sen chu siêu kim con lai đây nguyện gây chữ khứ kêu niên nên đón ta sinh sen nhìn địa chi phổ phu thông chưa cấp kêu hành cô đạt tu cửu cấp kêu thứ gì phiên băng tiến sen phiên băng tiến sen bá hạ cửu đa ta phục vụ cửu kiến canh giáp cô tử si viên anh đã đại phản hành hành châu đây bài số 6 giáo trình miền nam thực số cửa ấm yên hấp kêu kiến canh văn băng độc được cửa thư số mẹ ba tối xe chữa ta xa trên xin hỏi ca hữu như đạt ta chữa chiêu châu chú chiêu văn băng nổ đàn nhụm đi cương ngư kêu giả gia thái sao quả cao vật bi chữa thí sư chà cha hồng cô chà cha ngu nghi nhũ niêu. Rồi đây là tới bài số 6 rồi, nó còn một chút xíu nữa rồi, bữa nào mình sẽ hướng dẫn phần còn lại đó, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đọc lại phần kanji mà nó không có ghi chữ đặng màn chi là mình vừa nhớ mặt chữ mình vừa viết được cách viết rồi mình đọc được âm của nó thì mình đọc ha. Bài số 1 Mina nhân dân phụng hồi gia cao quân cương tiên sen sinh xây giáo cơ sư si học ca cửu sinh xây hội ca xã sa viên nghiên ngân dân hành cô giả sa nghiên can của kiều đại đai bệnh vô viện nghiên điện đến khi kỳ hà ca tới sở tới chi triệu để đây danh mê tiền danh sơ sơ nguyện ngân lấy đây hàng canh quốc của cửu trung chiêu quốc của cửu như này chi bảo hoàng phú phu sĩ si thần xin hậu cô. Bài số 2 từ lý thư sơ tập gia chữ chi si tăng xin văn vương thủ siêu chứng chiêu danh mê thứ si duyên anh quốc bị triệu thầy chi kế kế tăng sang từ di động đô sa sa ki ki anh ngữ vô vi khi kỳ chỉ di hội ca thổ qua thế xe thổ qua giáo kiểu thách sĩ triệu thực sự cười đường đô sử di vũ mưu sở sâu thủ diêu pháp phu bộ bư ông bầu cử thủ siêu đẩy xanh giai ca đoạn đan bắc cụ cường hỏi ca xã xa điện đen thủ quang hoa ca mãi bay trường vô địa chi hạ ca giai ca viên anh bắt hai cử thiên sen vạn man kiến khen tăng xin đại đa phản hành. Rồi tiếp theo là khởi kỳ tẩm sinh động đô hô kim miễn ban cường cơ trung siêu mưu dư tiện binh cục cơ cường đồ dư thư sô quán canh mỹ bi thực diêu triệu kim công phong phân bán hành ngõ vô tiền gen gọi gọi hậu gọi chiêu cho chú chiêu vẫn băng chú chiêu hô kêu mỗi mai người kia chiều diệu vô những địa chỉ hoa ca thị sư một mùa cư kim kinh thổ đô phiên băng hào gô đại đai biến hành quán môn hợp gô hành cô lai đai quy kỳ học ca cử hiệu cô dịch đi kỳ phi hành cô cơ kỳ thiền sen điện đen xa xa địa chỉ hạ ca thiết thị trợ tăng sinh cắn canh tiến sen tự di chiếm tên xa xa bổ hộ hữu dư đại tây triều bỉ hi nữ dô gia ca tổng du cử tiến sen chu siêu kim con lai đai người kia chữ hữu gô nên đảm tăng sinh sen những địa chỉ phú phu thông chưa cấp kêu hành cô đã tu cử cấp kêu thứ gì phiên bằng tiếng sen bác hạ cửa data phục vụ cửa kiến canh giáp cô từ siêu viên em để đại phản hành thành vô. Và bài số 6 là cái phía sau này bạn có sách thì bạn dừng lại ra ha. Thật sự cửa ông yên đắp kêu kiến canh văn bưng đọc đôi cửa thu sô máy bay tốt xa chiều tả xa chăng xin hỏi cả hữu yêu đã ta chiều chiêu châu. Và tiếp theo là chú chiều vẫn băng nõn ranh dụng đi cư ngư yêu giả gia thái sai quả cao vật bư chiều thủy xuôi. Tiếp theo là chà cha hồng cô chà cha ngư yêu vũ niêu. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn mấy bạn tiếp phần còn lại của cái phần này. Tủ sô ánh đề hoa ca cử thủ siêu chỉ si điếm tên đình đê túc siêu cử đề đại hoa ca kiến canh thời di công công viên anh. Cái chữ này là kuri kai si. Cái chữ kuri kai si này á, nó có nhiệm vụ là nó sẽ gấp đôi cái âm ở phía trước nó một lần ha, và nó có thể là biến âm. Rồi bữa nay mình sẽ học là tủ sô ánh đề hoa ca cử thủ siêu chỉ si điếm tên đình đê túc siêu cử đề đại hoa ca kiến canh thời di công công viên anh kuri kai si ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghi cái phần này ra. Sách vở mấy bạn nhớ là cũng phải mua cho nó đầy đủ. Từ mấy bạn muốn học vở kanji thì bạn phải có tất cả những cái giáo trình của kanji, từ lách cạc rồi từ những cái bộ sách đồ này nọ. Khi mấy bạn có những cái bộ sách đó
thì các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát về Kanji nó là như thế nào, và từ cái phương từ những cái cách nhìn tổng quát đó các bạn sẽ biết được cái hướng học Kanji nó là như thế nào. Còn nếu như như các bạn mà cứ nghĩ là một bộ sách là có thể cho mình đậu một cái giáo trình nào đó thì cái đó thì chưa chắc, các bạn phải học rất là kỹ thì mới có hy vọng đậu được. Còn nếu mà không thì mình phải có cái nhìn bao quát về tổng thể của Kanji hoặc là của ngữ pháp, thì lúc đó mình mới có thể hiểu hết và mình làm, thì lúc đó nó mới đạt được kết quả cao được. Vậy đợi xíu mình đi lấy tấm giấy thêm. Tủ, tủ nghĩa là rượu. Dưới đây thấy mà ha. Tủ, dưới khăn mặt luôn rồi. Tủ đọc là show. Rồi tiếp theo là ánh. Ê. Rồi tiếp theo là chữ chiếu họa. Chiếu họa này đọc là các cừ gọi là ga. Trong từ ga. Đây chữ thủ đọc là siêu. Đây là bồn mịch ha. Thị ha. Đây là chữ chỉ đọc là si. Rồi tiếp theo là điếm, ten. Có nhiều bạn hỏi mình có phương pháp nào nhớ được cái chữ không, thì mình xin nói như thế này: các bạn không thể nào nhớ được một cái chữ mà mấy bạn học theo cái nghĩa mà tượng hình đó, thì mấy bạn sẽ không thể nào học được khoảng cỡ 2-3 ngàn chữ kanji được. Tại vì á, cái đầu mình á, mình phải vừa nhớ cái nét với kanji nè, còn nếu mình đi mình cho vào cái gì mà mình nhớ bằng bằng biến hóa nó ra bằng bằng hình đó, mình nhớ nó, rồi sau đó bắt đầu mình phải viết được âm on rồi âm cưng rồi từ vựng của nó nữa, thì trí nhớ của mình nó sẽ không có đủ chỗ để mình cho làm những việc khác. Thì bạn cái việc nhớ viết lâu ngày nó sẽ quen tay thôi, tự động cái chữ đó các bạn sẽ biết nó viết gì đó, chứ mấy bạn đừng có tưởng tượng hình. Nếu tưởng tượng hình đó thì nó rất là nhức đầu, mình sẽ không có học được nhiều được. Siêu cừ, các bạn cái việc nhớ bộ, và sau đó mình sẽ biết được bộ nó hình thành và nó trong cái chữ đó nó gồm những bộ nào ha. Từ đó mình sẽ quen được cái nét viết của nó và mình cứ đặt bút giờ là mình viết thôi. Rồi tiếp theo là kurikaeshi, là chữ này viết xấu quá, kurikaeshi. Công cô à, đi nghe. Rồi bây giờ mình tiến hành mình sẽ sub âm cho nó, sub âm on hoặc là các âm thông dụng cho nó, phần lớn là phần làm on là nhiều. Thì đây là chữ tủ có nghĩa là rượu, đọc là show, không có ư nhé các bạn. Chữ này chữ ánh đọc là e. Rồi chữ này là chữ họa đọc là các cừ. Chữ này là chữ thủ đọc là siêu, siêu không ư nhé các bạn. Chữ này chữ chỉ đọc là si. Chữ này chữ điếm đọc là ten. Chữ này chữ đình đọc là t. Chữ này là chữ túc đọc là siêu cự. Chữ này chữ đề đọc là đai. Chữ này chữ hoa đọc là ca. Chữ này chữ kiến đọc là ken. Chữ này chữ thời đọc là gì. Chữ này chữ công là đọc là cô có ư nhé bạn. Chữ này chữ viên đọc là em. Rồi chữ này là cư ri cả e si, cư ri cả e si. Rồi sau khi mình đã viết xong bắt đầu mình sẽ tiến hành học thuộc lòng. Mấy bạn nhớ là đọc khoảng cỡ dài 30 lần, mình để ý cái nét chữ của nó, lúc đó mấy bạn có thể đọc thuộc lòng được. 15 chữ nó không là nhiều, một ngày học 5-60 chữ học thuộc lòng còn được, chứ 15 chữ thì nó không vấn đề vậy. Bạn đọc vài chục lần nó đã thuộc lòng rồi. Lúc này mình sẽ tiến hành qua cái phần mấy bạn viết một cái tờ nữa, đừng có ghi cái phần sub ở dưới này. Lúc đó mình nhìn mặt chữ mình chỉ và mình đọc theo cái hướng mà học thuộc lòng ở phía trước, thì lúc đó mấy bạn sẽ có được vừa âm hén và vừa cái âm thông dụng của nó. Khi mà ghép kanji hoặc là học từ vựng nó sẽ rất là dễ dàng. Tủ số ánh đây hoa ca cử thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cử đề đây hoa ca kính canh thầy di công cô viên anh. Tủ số ánh đây hoa ca cử thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cử đề đây hoa ca kính canh thầy di công cô viên anh. Tủ số ánh đây hoa ca cử thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cử đề đây hoa ca kính canh thầy di công cô viên anh. Tủ số ánh đây hoa ca cử thủ siêu chỉ si điếm tên đình tê túc siêu cử đề đây hoa ca kính canh thầy di công cô viên anh. Đó khi mà mình đã đọc thuộc rồi á,
Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình ghi ra một cái bảng lát cạc như thế này. Tiến hành mình sẽ ghi nó lại ha. Ghi lại gì? Ghi lại rằng mà khi chút xíu nữa mình sẽ trộn nó vào những cái phần ở trước á, rồi sau đó bắt đầu mình sẽ lượm nó ra, bắt đầu mình ngồi mình viết. Thì viết lâu ngày vài tháng lúc đó nó sẽ quen tay và nó sẽ tạo thành phản xạ. Còn nếu mà học mặt chữ thì nó chỉ nhớ mặt chữ thì nó nhanh quên hơn, viết thì nó lâu quên hơn. Đây, cái này chữ tủ, xong rồi để qua một bên, đọc là show. Rồi tiếp theo là cái chữ ánh ha, đọc là e. Cú hấp học thuộc lòng thì mình thấy ai cũng học được cả, rất là đơn giản ha. Họa đọc là cắt cừ. Rồi tiếp theo tới chữ thủ ha, thủ. Rồi tiếp theo tới chữ chỉ, chỉ đọc là si. Rồi tiếp theo tới chữ điếm ha, đọc là ten. Rồi tiếp theo tới chữ đình, đọc là t. Rồi tiếp theo tới chữ túc, đọc là siêu cường. Rồi tiếp theo tới chữ đề, đề đọc là đai ha. Rồi tiếp theo tới chữ hoa, hoa đọc là ca. Rồi tiếp theo tới chữ kiến, chữ kiến này thì đa phần ai cũng biết cả ha. Kiến ken. Rồi tiếp theo tới chữ thời ha, đọc là di. Rồi tiếp theo tới chữ công, công cô. Các bạn biết cái phần kanji mà nằm ở trên giáo trình từ N2, N3, N1 rồi, những cái nét của nó nhìn rất là nhiều một chữ, trong khi 3-4 bộ không thể nào mà tưởng tượng hình ra mà viết được cả. Chỉ có cái là viết quen thôi. Thành ra mấy bạn cái gì phải làm gì của mình cũng phải tính, ví dụ như nhớ nhớ mặt chữ, nhớ bộ, nhớ hình, tưởng tượng ra hình những cái bộ. Trong khi đó bây giờ biết giáo trình của N1 nó khoảng có 1.001 kanji, mà chữ nào chữ nấy hình như đều phần là hai bộ mà, thì không có đường nào mấy bạn nhớ cái lượng kanji lớn vậy. Còn nếu tí như mấy bạn mà muốn nhớ khoảng cỡ 500, 1.000 thì mình, mấy bạn cái gì học theo cái phương pháp của mình đi, mình bảo đảm trong vòng 10 ngày các bạn có thể nhớ được 500 kanji và kèm theo cách đọc âm on như âm hán của nó, âm cưng của nó, hoặc là âm thông dụng của nó, chỉ trong vòng 10 ngày thôi. Nếu mà mấy bạn chịu khó học thuộc lòng mỗi ngày, các bạn học 50 chữ nó không là vấn đề khó ha. Rồi sau đó bắt đầu mình sẽ tiến hành mình trộn lên, trộn nó lên 50 chữ thì mình ngồi mình chịu khó mình đọc khoảng cỡ tiếng nửa tiếng thì nó đã thuộc 50 chữ rồi, được âm hán và ngay cả âm thông dụng của nó luôn. Vô kiểm tra thì cho ra thì bắt đầu nó có phản xạ rồi, bắt đầu mình cứ đọc nó ra thôi, trộn nó lên ha, bạn trộn nó lên. Sau đó bắt đầu để qua một bên chữ này, sau đó bắt đầu mình tiến hành mình ghi, mình lấy nó ra mình ghi như chữ này ha. Chữ này chữ thủ, các bạn ghi là chữ thủ, đọc là siêu không ư. Và tiếp theo chữ này chữ tủ, đây ghi chữ tủ ra một thủy, ghi chữ tủ, đọc là sô. Tiếp theo chữ này chữ ánh, các bạn ghi chữ ánh canh gì ra, ghi chữ ánh tiếng Việt ra, đọc là e i ha. Rồi bạn tiến hành cũng bắt đầu viết vậy, viết hết những cái phần chữ này. Sau đó bắt đầu mình trộn lại, mình trộn cho những cái phần chữ mà khoảng cỡ 300 mấy chữ lần trước đó, trộn nó lên. Rồi sau đó mình bóc đại, mình viết. Thì quy định có nghĩa là quy định một ngày các bạn phải viết nhất khoảng cỡ 150-200 chữ. Rồi sau đó tra lại trong đó, mình coi mình viết sai chữ nào, viết sai thì mình viết lại, chữ nào đọc chưa thuộc thì mình đọc lại. Lâu ngày vài tháng bạn sẽ có phản xạ và biết được, khi mà mình cầm chữ này lên mình biết chữ này là chữ đề, nó đọc là đai. Ví dụ mình cầm chữ này lên chữ biết là chữ kiến đọc là ken, chữ chữ hoa đọc là ca, chữ này chữ tủ đọc là xô, tại vì nó đã có phản xạ khi bạn học thuộc lòng rồi. Thủ siêu, thủ thì phải siêu đúng không, thời thì phải là di đúng không, viên thì đọc là en, rồi họa thì đọc là ca cừ. Rồi tiếp theo là chữ đình đọc là tê, chữ điếm thì đọc là ten. Bắt đầu tiếp theo tới chữ này chữ gì, chữ ánh thì đọc là ê. Rồi chữ túc thì đọc là siêu cừ. Rồi tiếp theo chữ chỉ đọc là si. Rồi tiếp theo chữ công thì đọc là cô, tại vì nó đã có phản xạ phần trước mà bạn đã học thuộc lòng rồi. Thì khi nhìn mặt chữ á, đọc chữ này thì nó lú ở chữ kia mà, đọc chữ âm hán nó lú âm on, thành ra nó rất là đơn giản. Việc còn lại là chúng ta viết nhiều lần chữ kanji này ha, bằng cách là mình lấy ra mình ngồi mình viết, mình nhớ chữ này chữ thủ đọc là siêu,
thời đọc là si chữ công, đọc là cô chữ chỉ, đọc là si chữ túc, đọc là siêu cừ, ánh đọc là ê, để chữ điếm đọc là tên, chữ định đọc là tê, họa đọc là cừ, viên, em, tủ, xô, hoa, ca, kiến, can, đề, đây. Đó, các bạn cái việc gọi vậy bắt đầu mình ngồi mình ghi và tự chấm điểm cho bản thân của mình. Rồi video cũng dài 20 phút rồi, mình xin kết thúc ở đây. Hôm sau mình sẽ tiếp tục đăng, ngày mai mình sẽ tiếp tục đăng cái phần kanji còn lại của cái phần kanji tiếp theo của bài số 7. Các bạn có gì đón xem nha. Thì tới hiện tại mình đã hướng dẫn cho các bạn được khoảng bao nhiêu rồi ta? Chắc mình nghĩ chắc cũng khoảng cỡ 300 mấy, để đếm tới coi 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101. Như chữ quên mất tiêu luôn rồi, đếm hồi lộn rồi. Mình nghĩ chắc cũng phải 200, chắc phải có 300, 200 mấy 300 chữ ha. Các bạn có gì ngồi chịu khó đếm lại, mình không dạy nữa. Đếm hồi bắt đầu nó lộn xộn rồi. Rồi, thôi, hẹn gặp mấy bạn vào đi video ngày mai nha. Rồi, bye bye mấy bạn.